khi mình ép cây phun tạo mầm lá già như thế nào thì mình cắt được à thầy nhờ thầy chia sẻ cách tạo mầm ra hoa chùm dạ rồi em thiện định xin kính chào quý bà con mình nha thì hôm nay thì ngày 9 tháng 1 năm 2024 cũng là những ngày đầu năm thì cũng kính chúc quý bà con mình nhiều sức khỏe À, cũng có nhiều à, bà con cũng có hỏi em là à, khi mà mình à, phun xịt ép cây tạo mầm à, xong rồi thì cái lá nó dài như thế nào thì à, mình à, cắt cành làm trái được thì hôm nay chia sẻ cái điều đó và cái thứ hai nữa là, là nhờ thầy chia sẻ cái bí quyết mà khi mà mình ép à, cây tạo mầm để cho nó ra bông chùm thì hôm nay em sẽ làm rất rõ trong cái video này hôm nay cái video rất là hữu ích nha bà con quý bà con nhớ uh, theo dõi kênh đăng ký kênh để mình cùng nhau uh, chia sẻ thêm nhiều điều hay về cây na cũng như là bên những kỹ thuật bên da để cập nhật thường xuyên hơn nha bà con rồi uh, quay lại cái vấn đề mà khi bà con mình uh, uh, chuẩn bị mà mình uh, làm như thế nào cái bông cái cái, cái lá nó dài như thế nào thì mình sẽ uh, Uh, cắt cành được. trả lời cái câu này đầu, đầu tiên cho bà con đi. rồi, rồi thì uh, quay lại cái chỗ mà khi mà cái lá nó già như thế nào á, thì mình cắt cành được và cắt cành nó sẽ ra hoa nhiều. đó thì uh, đầu tiên là em sẽ quay uh, cái về cái độ lá trên cái cây của bà con mà khi mà mình uh, uh, cắt cành được. cái thứ nhất á, thì theo bà con cũng biết đó là cái cây na thì cái cái uh, cái tuổi uh, cái dòng đời mà để nó thu hoạch đó thì nó từ khi cắt cành là mình tính từ khi cắt cành là cho đến là 4 tháng rưỡi đến 5 tháng là nó bắt đầu thu hoạch uh, tùy vào cái thời tiết khí hậu cây nó sẽ già nhanh hay là nó già chậm tùy vào cái dinh dưỡng là cái cây nó 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 già theo kiểu già tự nhiên hay là già suy thì cái cái, cái dòng đời của nó nó sẽ kéo kéo ra dài hay ngắn cách nhau tầm khoảng năm 10 ngày vậy thì về cái độ già của trên cái cây như thế nào để cho mình ép cây mình tạo mầm thì nó sẽ ra bông bông nhiều thì nó sẽ đạt thì cái thứ nhất đó, là em sẽ quay về cái, cái cây về trong cái mùa mà mùa mùa không phải mùa lạnh á thì cái cây nó rất là xanh tốt nên là cái độ già của cái cây à, nó khó già nên là mình phải cần à, phải phun xịt nhiều ép cây nhiều ép kali cao để cho nó già thì tùy vào nha bà con nhưng mà đối với cái mùa lạnh này thì cái cây nó mau già lắm nó mau xuống mau xuống lắm thì đối với bên em thì để mà cái cây mà nó cái độ già thứ nhất là cái lá chân này nó rụng nè bà con lá chân nó rụng ha cái vườn em thì bữa nay thì cũng mới thu hoạch xong mà con nhưng mà cây nó già nó cần ra lá chân nó rụng chân nè nhưng mà bà con để ý mình làm sao mà ở trong đây nào bà con thấy nè trong đây nè nó sẽ tức nằm ra, chưa chân nó lú bông rồi con thấy không? lú bông này nè, đó nó lú bông nè. khi mà cái cây mà nó lú bông như kiểu này á, thì bà con mình cắt ra thì cực kỳ là bông nhiều. đó, vậy ha thì trả lời câu hỏi đó cho bà con ha. khi mà nó cũng lá chân và cái mầm của nó nó nhú ra, à, nhú 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 hơi hơi, hơi hơi ra, thì mình cắt, cực kỳ là ra bông nhiều. liên quan tới cái việc <laughs> Còn về cái việc mà cái lá, cái mức độ già của cái cây trên cái cây na nó nó không liên quan gì tới cái việc ra bông nhiều hay bông ít cho nhau bà con. Mà cái việc mà nó ra bông nhiều hay bông ít á để em, em, phân tích chỗ này cho bà con tí xíu là nó sẽ liên quan tới cái quá trình dinh dưỡng, tất cả là dinh dưỡng. Tại sao những cái vườn mà tại sao trên cái vườn na mẫu nhà có thể đánh cắt cành ra lúc nào cũng bông trầm như bông thiên lý vậy đó tại sao cái vườn na mẫu thầy đỉnh hoặc là tất cả những cái vườn na thầy đỉnh hỗ trợ đều là ga bông như là bông thiên lý ra chùm 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 có rất nhiều bà con làm là năm bảy năm nhưng vẫn không làm ra được bông chùm đây là một cái điều sự thật là em nói là nó có em mới nói nha nói chung là một số thôi thì vẫn không làm ra được bông chùm thì em không nói hết nha còn, cũng còn rất là nhiều bậc thầy chung là người ta làm lâu năm thì kinh nghiệm càng cao nhưng mình mình nói một số thôi thì tại sao là như vậy rồi thêm cái nữa là là tại sao mà những cái vườn em hỗ trợ thường là nó ra nó ra trái thì nó đẹp như trái dâu thì đây là tất cả này nó nằm ở liên quan tới cái quá trình dinh dưỡng mình đi hết em nói lại nha tất cả quá trình dinh dưỡng mình đi hết ha vậy thì để em chia sẻ cho bà con mình uh, đây cái cây này bà con thấy nha dạ yeah. hôm qua là xử lý uh, xử lý uh, quét quét uh, gốc đồng xong nè với góc đồng thì như góc nè, nữa là em rửa rửa, rửa góc đồng luôn nữa xịt rửa gốc đồng mới quét cái dư ấy thôi bà con thấy mới quét nó sạch nè với cái đồng nó sạch bon luôn rồi xong rồi à, tứ gigumin. hôm qua buổi sáng là cha tứ gigumin rồi tứ à, thằng à, thằng à, thằng phẫn đó tứ gốc cho nó phục hồi cái gốc ha phục hồi bộ rễ trước rồi xong đó là chiều lại là cha xịt cha xịt tra mấy cái bộ này nè Uh, qua cho xịt siêu hoa mkb lăng 86, 10 sáu nhìn đỏ sao độc thì cha xịt cái bộ này nè là chỉ xịt một cử mà à thì chắc là tầm tháng dài bữa nữa là là chuẩn bị cắt cành luôn thì nó cũng tùy nha bà con hôm qua đáng lẽ là là em ở nhà em quay chia sẻ cho bà con mà mà lý do là em em đi hỗ trợ vườn không có nhà nên là không có quay được bữa nay thì mình nhắc lại thôi để cho bà con mình nắm được cái quy trình thì nói chung là trong cái 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 việc mà mình ép cây á, tại sao là em thường hay nói là không có một cái quy trình na thái nào thống nhất cả, nó chỉ có quy trình phù hợp với từng từng cái cái, cái, cái thổ nhưỡng, từng cái cây cây già cây non, rồi từng cái thời điểm mà mình muốn để trái, rồi tùy vào cái thời tiết, khí hậu vân vân, thì mình mình sẽ làm tùy theo và mình nhìn được cái cây và mình nhìn được cái cây rồi mình khi nào thì mình ép được và khi nào thì mình cắt được thì chứ không phải là nó nó, nó như nhau hết là bà con ai mà nói mà làm na mà giống như nhau hết cùng quy trình hết là hoàn toàn là sai mình phải nhìn ra được cái vườn đó như thế nào vườn đó dinh dưỡng đi như thế nào và cái tập tính ra hoa của vườn đó trong những năm năm trước nó như thế nào để mình nắm cho chắc đó mình làm thì nó mới chính xác chứ bà con thì đó là cái cái, cái cái câu chuyện hôm qua là cha đã đã tứ và đã xịt Mkb hoặc là xịt nguyên cái bộ này đấy để cây. Okay. Vậy thì uh, quay lại cái câu chuyện là nó ra bao hoa chùm hay là không có hoa chùm hay là hoa nhiều và uh, thì nó nguyên nhân ở đâu và tại sao nó ra hoa chùm thì cũng chia sẻ cho bà con trong cái quá trình mình làm na mà để mà nó thành công hay không thành công đó, là cái việc mà mình xử lý sao mà nó ra hoa nhiều thì nó mới thành công cái điều này ai cũng biết em nói hơi dư nhưng mà bà con biết có nhiều vườn là làm không được chúng là chỉ xử lý ra hoa là một hai hoa thôi mình cắt cành xong rồi ra một hai hoa ví dụ như lỡ gặp thời tiết hoặc là do nấm bệnh gì cái nó rụng mấy cái hoa đó là coi như xong luôn em chia sẻ thật sự với quý bà con em đang hỗ trợ những cái vườn ở dưới thái long ô môn thậm chí là bây giờ là hoa mà nó ra mà cây mà nó đậu mà mà còn hoa trên cây là trắng cây luôn là hoa đậu như trái dâu luôn thì tại sao là cái nằm ở chỗ cái điều đó nó nó sẽ đi từ cái hệ lý chút xíu em sẽ phân tích rất sâu chỗ này. Để cho bà con mình, để cho bà con bà con mình uh, biết uh, tí xíu tại sao là như vậy. Thì thì cũng chia sẻ cho bà con như vậy. Trời ơi nó ông anh Đông ông, là ông làm đấy Trời ơi chưa có thấy cái năm nào mà nó như năm nay. Anh cắt cành mới có bốn mấy ngày thôi mà đậu trắng cây hết. Đậu trắng cây và bây giờ nó còn có lượng bông không lẽ với anh nói bây giờ cây nó đậu quá trời nó si cây đậu quá trời đậu thì nhiều khi mình sợ nó si cây anh nói với em vậy không bây giờ không lẽ ai mới nói bây giờ không lẽ anh đi lặt bông hết đi để thôi là nó qua bông là cây mình nó, thời tiết này nó khó chịu anh nói trời ơi lặt chắc 10 ngày quá bông dữ lắm bông trái dữ lắm trái như trái dầu có cây mấy trăm trái thì em nói thật sự là cái vườn của anh An ở Thái, Thái Long luôn gần cầu gần bánh đò với Thái Long anh này chia sẻ cái nào thực tế đó đi để, để nói chung chung thì nó không may nhưng mà bà con biết nó ra hoa như vậy thì tại sao cái vườn của anh ra hoa như vậy thì cũng chia sẻ cho bà con như thế nào mùa trước là anh nuôi trái anh nuôi trái là anh lấy thùng đi mít với mấy cái sản phẩm chùm nuôi trái là làm cá này của em này kia là anh, anh, anh nuôi trái nuôi cực kỳ đạt luôn cực kỳ đầu tắng thì cái mùa đó đó ảnh nuôi trái xong là em nói với anh là cái mùa sau em đảo, đảm bảo với anh bông chùm bông đẹp và và hoa hoa như như trái dâu bữa bây giờ là sự thật bà con cứ 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 về thái long môn mà con cứ, cứ cứ hỏi vườn con anh an cho tôi nói cho thầy đỉnh làm bây giờ nó là sự với bà con thì em nói ra để điều này để mình làm làm cái điều này để là em làm rất là nhiều vườn chứ không phải là chỗ vườn nang không vườn ở bên uh, cầu cái tre thanh bình đồng tháp một góc còn vườn vài ngàn góc ở bên thanh bình thì bây giờ vườn đó là những vườn đó là thậm chí là đậu tự nhiên luôn mà con thậm chí đậu tự nhiên luôn nói chung là khi mà đậu tự nhiên thì bà con phải làm chuẩn rất là chuẩn em mới là đậu tự nhiên nổi nha anh cũng có dần phun giống như em này kia hết trơn làm đậu tự nhiên anh ở bên đó không có nhân công thuộc phấn vì nhân công người ta không biết làm nữa nhưng mà nó quá rộng gì anh làm nói chung là cũng, bây giờ thì anh nhờ em để tự nhiên luôn. Thì bây giờ hẳn hẳn nhà là đậu cũng ok. Vài bữa em sẽ qua qua bên đó. Em, có dịp em sẽ quay qua nó qua đó quay cho bà con mình xem. Cái vườn mà bà con mà nhớ cái, cái, video mà em quay em chia sẻ cho bà con mà mười, các khi cắt cành 12 ngày mà ở bên cầu cá tre à, cầu cá tre đó, Thanh Bình Đồng Tháp ra bông chùm đó. Thì cái vườn đó bây giờ là đậu tự nhiên rất nhiều. Nói chung là rất ok rồi. Còn rất là nhiều vườn khác bà con. Đó thì tại sao lại em để phân tích về cái chỗ mà mà nó 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 ra bông chùm đều nó có lý do hết cái vườn ở cầu cái cầu cá tre nó cái lúc nuôi trái thì cũng nuôi những cái sản phẩm của bên em nuôi nuôi trái nuôi thùng đê mít với lại mấy cái chùm nuôi trái hoặc là siêu đậm cá siêu đậm cá này kia đó đó thì tại sao là như vậy thì em nói là lý do em cũng phân tích cho bà con như thế này cái việc mà cái lá già hoặc là cái việc mà mình ép cây như thế nào nó không liên quan gì tới cái việc mà ra bông nhiều hay bông ít mà cái việc ra bông nhiều hay bông ít đó là về cái việc mà bà con mình bắt đầu hình thành dinh dưỡng trong cái quá trình mà cái cây nó còn tơ mình nó đang 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 chuẩn bị phát triển đang chuẩn bị hình thành những cái mầm hoa hình thành mầm hoa ví dụ như cây đang nuôi trái thì trong cái quá trình nuôi trái đó thì nó cũng bắt đầu nó hình thành những cái mầm hoa mới mà bà con mình, uh, đi, đúng bà con mình đi đúng dinh dưỡng bà con mình đi đúng dinh dưỡng bà con mình đi đúng cách và bà con mình à, vừa nuôi trái đạt mà vừa hình thành mầm hoa đạt đây là cái điều mà rất khác biệt so với với những cái giải pháp ở những nơi khác em muốn chia sẻ đến với bà con ngày hôm nay không phải mà mình cho ăn cái loại nào nó cũng ra bông chùm nha bà con thì thật sự tại vì những cái dòng bên em là nó là những cái hàng nhiên liệu nhập thì mình nếu mình nói như vậy thì nó hơi nổ về cái sản phẩm mà ví dụ như ai kinh doanh thì cũng 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 phải tăng bóc cái sản phẩm của mình nhưng mà nếu mà mình tăng bóc bằng cái miệng á thì nó không bao giờ mình mình tồn tại được mà phải đi cái gì của thực tế bà con cứ cứ xài cứ tất cả những bà con mình xài ví dụ như những ai đã từng 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 sử dụng những cái dòng sản phẩm mà em em vừa nói mà nó hiệu quả giống như cái lời em nói thì bà con nghe được cái video này bình luận bên dưới giùm em bình luận bên dưới giùm em còn ai nói không đạt bà con cứ nhắn ở dưới không đạt giùm em để để em xem coi là à, em thật sự là cũng chẳng sợ gì đâu con em chẳng sợ gì hết cái này cái nào làm em làm sự thật thì em nói sự thật em không có gì phải ngại hết đó thì cái việc qua bông trùm hay là bông bông ít là do cái vấn đề dinh dưỡng trước khi mình 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 nuôi trái trước khi mình cắt cành thì có những vườn là nó làm thất bại thì nó không 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 có trái để nuôi Ừ, có những vườn là đang nuôi trái thì mình kích dinh dưỡng này vô thì nó mới hình thành bông chùm được và hiện tại đó là em đang làm những cái vườn là sự đối với bà con cái vườn bốn năm năm nhưng mà người đó làm không đạt em mới phân tích cho ảnh hiểu bây giờ là những cái vườn của anh đó bây giờ nếu mà ảnh cái cây của ảnh bởm nó cũng hơi 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 thôi cây anh này anh ở Long An cái vườn ở Long An thì ảnh cũng hơi hơi nó không chưa dài nha em em mới phân tích cho ảnh gì nè trong cái quá trình hình thành bông á thì nó hình thành ngay từ cái lúc thời điểm mà các cây nó chưa già. Anh cho ăn dinh dưỡng đúng. Rồi sau đó nó sẽ hình thành những cái mầm hoa hoàn thiện. Những cái mầm hoa hoàn thiện và những cái đủ dinh dưỡng, mình cung cấp đúng dinh dưỡng thì nó hình thành hoa chùm trong cái giai đoạn mình cắt cành. Còn bây giờ nếu mà anh không không đổ thuốc hoặc là anh không cho ăn dinh dưỡng thì bây giờ anh đợi cho cây già, anh ép cây anh ép cỡ nào anh ép cỡ nào thì bông nó cũng ra ít em bảo đảm nhanh điều đó em tư vấn ảnh như vậy thì nên là ảnh lúc mà trước khi mà anh làm trái thì anh đã sử sử dụng cho ăn thùng đi mít chứ mấy cái thùng của em với lại đầm cá đấy cái nào tư vấn có là em nói có cái nào không 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 có là em không 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 dám nói đâu bà con thì hiện giờ là ảnh cắt cắt cành được hai mươi mấy ngày rồi thì uh, bông ra rất là đạt và anh nói là chưa có năm nào mà anh làm giống như năm nay nói chung là thật sự là đây là cái cái, cái, cái điều mà rất là mừng nói chung là em em cũng nói với anh là thì đây là cái niềm tin của anh thôi ví dụ như anh tin tưởng thì anh làm ví dụ như anh không tin thì em chia sẻ anh như vậy đó. anh cứ làm anh thử anh coi thử nó phải hay không đây là cái giường dẫn chứng ở Long An vườn ở Long An còn rất nhiều vườn mà không còn rất là nhiều vườn em đã đã, đã làm nhưng mà bây giờ nó quá nhiều rồi, bây giờ không thể chia sẻ được đấy thì nói thật sự với quý bà con kể cả cái vườn ở chỗ ở chỗ mà em nói của bà chị ra đó, đó bà con ở chị bà chị ở đồng nai đó thì có ra hoa rất là đạt luôn còn rất nhiều vườn khác còn rất nhiều vườn khác đã từng sử dụng những sản phẩm của em mà khi nuôi trái rất là đạt luôn bây giờ em mới nói em bây giờ cái cây của chị đó làm thất bại em mới bây giờ bây giờ anh chị chị nuôi cho em không có trái cũng nuôi luôn chị thà hy sinh một cái vụ nhưng mà để chị làm nó đạt để bây giờ chị không nuôi là chị cắt cành nó ra hoa ít thì cũng vậy thôi nó cũng thất bại thất bại thì dẫn tới thất bại nói tiếp nhau không bao giờ thay đổi được thì chị đó cũng ok nói chung là chị chị ở đồng nai hoặc là ông anh ở long an hoặc là tất cả những người khách của em cũng rất là ok về cái việc mà em tư vấn thì làm bây giờ cũng hiệu quả cực kỳ luôn thì nó hiệu quả ngay từ cái thời điểm ban đầu chứ không phải mà ngay từ cái lúc mà 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 cây đợi đợi cây nó già rồi mình mới xử lý đâu thì đó thì đó đó là cái nền tảng mà con đó là cái nền tảng tại vì bà con cũng biết á, tất cả những cái dòng sản phẩm của em đưa ra cho bà con trên thị trường xài uh, rất là nổi tiếng thậm chí là hiện giờ là một số nơi là làm làm cái mẫu y gan như cái mẫu của em luôn nhưng mà em cảnh báo với bà con nha chung là tất cả những sắp tới đây là những cái tất cả những cái, cái phân thuốc của em đều có gắn cái logo Leia đây cái logo Leia đây thì nếu mà con mình mua có số điện thoại em luôn thì nếu như thế này thì là hàng chính hãng. còn mà con mình mua những cái uh, nơi mà nó không không có cái logo hoặc là không có số điện thoại của em thì mà con mình xài nó không đạt thì nó gặp nhiều cái vấn đề lắm nha. nói chung là chỉ có những người làm em làm cái thùng đó và trực tiếp với giám đốc công ty đó hoặc là trực trực tiếp với người quản lý về cái cái thành phần ở bên trong thì người ta mới biết ở bên trong có những gì thôi chứ cứ, hoặc là cái chất lượng nó như thế nào thì do em em là người ấy chất lượng và không bao giờ ai làm giống em được anh thật sự chia sẻ với bà con như thế ha chất lượng là không bao giờ giống nó được đấy từng cái công thức khác nhau em nói rất nhiều vấn đề này rồi không muốn nói lại cái điều này nữa thì uh, sắp tới đây thì em cũng tất cả những dòng sản phẩm của em thì nó đều có cái logo leja và cái số điện thoại của em trên đó để cho bà con mình mua cho nó, nó chính xác và xài là hiệu quả tối ưu chứ để bà con mình không biết bà con mình xài thì nó uh, tiền mất tật mang như vậy ha quay lại cái câu chuyện đó nó là tất cả những dòng sản phẩm của anh em là uh, nhiên liệu ngoại nhập và làm hàng em làm ra chất lượng em mới đưa ra thị trường làm thực hơi khơi là lại không đưa ra đâu thì tất cả những dòng sản phẩm này nó có cái chức năng là trong quá trình mà mình nuôi trái thì nó vừa nuôi trái vừa là màu mã sáng đẹp mà nó vừa luôn hình thành những cái mầm hoa hoàn thiện hoàn chỉnh và nó hình thành nhiều mầm hoa để sau này đó mà con mình thấy nha cái cây của em nè. Thực sự đây là một cái cái dẫn chứng em muốn dẫn chứng đến quý bà con. À, tại sao cái vườn của em mà cắt cành ra lúc nào cũng bông chùm. Lúc nào cũng bông chùm. Tại sao nó có nhiều cái lý do bà con, chứ không phải mà tự nhiên đâu. Nó không không có cái gì tự nhiên đâu bà con. Bà con để ý giùm em nè cái những cái vườn mà bà con đang làm á đây nè ví dụ như những cái vườn mà con đang làm mình để ý chỗ này thôi bà con đây đây con thấy nè đây nè cái cục này nó u nằng lắm cục này nó u nằng lắm đấy những cái những cái những cái chỗ mắt mắt lá đó đây nè nó tức mầm ra rất là to rất là to nó nó tức mầm cái gì trong cái quá trình mình làm á mà con mình nhìn cái cây mình nhìn cái cây cái là mình biết cái cây đó ra hoa nhiều hay hoa ít liền mình nhìn cái chỗ này nè những cái những cái mắt mầm nè nó u lên rất là rất là to khi mình đi đúng dinh dưỡng còn bà con để ý những cái mắt mầm lá của bà con này. nó sẽ không to đâu bà con nó sẽ không to đâu ví dụ như tùy vào đó con thấy nè những cái mắt mầm lá nè u lên như thế này nè đây đây là cái đi dinh dưỡng mà con dinh dưỡng nó đúng những cái dinh dưỡng mà nó vừa nuôi trái vừa kích cái hoa đồng loạt thì thì mình cắt cành nó ra nó sẽ ra hoa nhiều đây nè con thấy à cái ông này mà tự nhiên ông đâm hoa ra nè mà con thấy nè ra hoa là chùm chùm nó không phải là tự nhiên đâu bà con phải là những cái gì mình lựa chọn cái cách lựa chọn sản phẩm mình thôi không phải mình cứ thùng cái thùng nào thì nó cũng kích hoa đồng loạt đâu bà con đây nè con thấy không ừ ra hoa nè chú hoa trước nè chùm chùm hoa luôn đây nó tức mầm hoa nè nó cái cây nó già cây và nó nó đẩy cái dinh dưỡng lên mạnh vậy đó thì cái mầm hoa nó mới mạnh cây đủ dinh dưỡng cái việc mà cái việc mà ra hoa nhiều ít nó không liên quan tới cái cái độ già của cái cây đâu nha bà con không liên quan tới độ già đâu nó xảy ra nhiều trường hợp bà con ví dụ như tất cả là nó cái hoa ra hoa nhiều hết là liên quan tới cái quá trình mình đi dinh dưỡng thôi dinh dưỡng tất cả dinh dưỡng hết cây nó phải đầy đủ dinh dưỡng và nó kết hợp là, là cái độ già của cây nữa thì thì, thì nó hoàn chỉnh ví dụ như uh, nó sẽ có trường hợp như vậy bà con cái cây nó già thiệt là già thiệt là già già nhưng mà đủ dinh dưỡng nó khác già với thiếu dinh dưỡng đó bà con nha nếu mà già mà nó thiếu dinh dưỡng á, thì cái lá nó mỏng dần à nó không có dày lá và những cái mầm lá già mà đủ dinh dưỡng á, đây, cái lá nó rất là dày dặn có thấy là cực kỳ cứng à những cái mầm hoa chỗ này là nó cực kỳ là to nó tức mầm mà cực kỳ to đó như thế này thì mình cắt nó ra thì nó sẽ ra hoa, trùm thì đây là liên quan tới quá trình mình đi dinh dưỡng ở bên đây đó nó có liên quan nha còn cái vụ mà cái giường bà con nó già nó già khấu đế luôn nó già nhưng mà nó không có dinh dưỡng thì đó là già do thiếu dinh dưỡng và đó là cái lá nó rất là mỏng và những cái mầm hoa này những cái chỗ cái mắt hoa này nó không to thì nó sẽ không kích ra được những cái mầm hoa trùm thì đây là cái muốn điều mà em muốn chia sẻ đến quý bà con về cái bí quyết mà để ra hoa trùm thì nó sẽ liên quan rất là nhiều rồi sau đó là thì đây là những cái cái cái, cái bước cơ bản mà để nó làm cái nền tảng để nó ra hoa trùm thôi còn nó ra hoa trùm hay không nữa là liên quan tới cái quá trình mình xử lý trong quá trình mình làm bông đó. rất là nhiều thứ sắp tới em sẽ chia sẻ đường tận tới đâu em chia sẻ tới đó bữa nay thì chỉ là chia sẻ với bà con một cái cái bí quyết mà để mình à, mình ra bông trùm thôi, trước khi mình 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 nhìn được cái 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 nền tảng cây mà để nó ra bông chùm, rồi con mình nhìn lại những cái năm rồi mình làm đi, mình sẽ thấy được nó 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 sẽ khác nhau ở đâu, à. rồi và cái dinh dưỡng mà con đi như thế nào, nó có đúng hay chưa, cái dinh dưỡng nó nó có ra hoa đồng loạt hay không, đấy, rồi rất nhiều thứ, rồi thì quay lại cái câu chuyện là mình à, Uh, xử lý đến khi mà mình cắt cành thì bữa nay em chia sẻ bà con đến khi cắt cành ha thì đầu tiên là cũng em cũng đã nói rất nhiều với bà con tùy vào cái dinh dưỡng mà con đi tùy vào cái độ già già đủ đủ chất hay là già thiếu chất của cái cây của vườn bà con tùy vào cái thời điểm bà con muốn cắt cành rồi tùy vào cái cây bà con cây già cây tơ thì bà con sẽ xử lý ép cành khác nhau đó thì nó gõ như thế để bà con nói, ông này ông thầy đỉnh cái giường ông ông xịt có tà mầm có một lần mà sao ông chia sẻ của người ta là ba bốn lần nó cũng tùy thì giờ dinh dưỡng nữa mà con đi dinh dưỡng gì em đâu có biết Kể Như vậy nhưng mà cái cây của em mà con khi mà đã thu hoạch trái rồi á thì em bảo đảm bà con là mình chỉ ép cành một lần thôi thì cái cây nó cũng đã ra hoa rồi ra hoa là trắng cây rồi tại vì bà con thấy nó bữa nay nó tức tức nồng hoa nó ra luôn rồi nó, mình xịt chỉ là xịt uh, cử thôi thì hôm qua thì uh, đối với cái giường của em ha thì hôm qua thì cha cũng xịt bê với lăng tâm sáu siêu cơ hoa mười sáu mươi thì cha dồn cái cho xịt luôn rồi với nhện đỏ sao độc tại sao em lại phun cái nhện đỏ với việc sao độc trong cái thời điểm mà trước khi cắt cành như vậy thì không phải tự nhiên mà, mà em lại đưa cái thằng này vô để em đưa cho bà con mình xài để tốn tiền đâu nó không rảnh vậy đâu bà con tức là trong cái quá trình mình cắt cành á thì nó sẽ xảy ra những cái trường hợp như thế này khi mà mình trước khi mình cắt cành thì mình phải phun được hai cái cử này dùm em hai cái cử này đúng liều tức là cái cử này nếu mà cây mà nó không có đọt non thì bà con phun phun bốn lít còn có đọt non bà con phun 800 trăm đến ngàn lít em nói em chia sẻ rất nhiều trên những cái bà con nào mà theo em đó thì tại sao phải phun hai cử này thì cái cứ hôm qua rồi á thì mình phun em phun nó là cho nó cho nó diệt nó sạch đúng liều cho nó sạch những cái con côn trùng hỗn chích nó uh, nó ở trên cây thì thật tế á là cái vườn của em không có những con này đâu con nhưng mà tại mình phun mình ngừa thôi còn những cái vườn khác là mình phun cho nó đúng liều để để cho nó cho nó, diệt hết những cái con nó trên cây tại vì khi mà bà con có nhiều người hỏi em là sao mà không để cắt cành rồi ha phun luôn phun luôn vậy cho nó nhẹ thuốc thì nó cũng đúng mà con nhưng đúng nhưng chưa đủ nhưng ví dụ như bà con mình đợi cắt cành xong rồi thì mấy con đó nó nó rơi xuống cái bờ của bà con đó, bà con mình phun không lẽ bà con mình đi phun dưới bờ có ai phun dưới bờ đâu thì nên nó, nó còn sót lại để nó còn sót lại thì trong quá trình nó ra đọt non rồi là bà con nó, nó sẽ bay lên nó đáp lên lệ liền mà nó đáp lên lệ liền nó sẽ xảy ra rất nhiều trường hợp ví dụ như bà con xài đúng thuốc thì nó không không có gì để nói còn xài không đúng thuốc bà con xịt nhẹ quá thì nó không chết mà xịt mạnh quá thì thì nó bị hư bông hư đọt đấy là rất là nguy hiểm nên là em khuyên khuyến cáo bà con là xịt đúng hai cử đúng liều thì nhanh với việc sâu độc này trước khi mình cắt cành để cho nó diệt hình thành nó sạch cái cây và để cho cái thời điểm mà nó ra độc non rồi á là mình sẽ chỉ phun ở mức độ ngừa thôi ở ngừa thôi rồi không, không không, không cần phải lâu lâu mới phun cách hai cử phun cử nó kiểu như vậy bà con phải làm được cái điều đó thì cái cây của bà con nó mới đạt được nha bà con đấy rồi thì đây là cái cách xong rồi đó là mình em muốn chia sẻ về chắc là tầm khoảng ba bốn bữa năm bảy bữa nữa là cái vườn em cắt cành rồi thì đến tới cái thời điểm cắt cành thì em sẽ hướng dẫn bà con cái cách cắt cành như thế nào và cắt cành rồi mình làm gì thì bà con nhớ đăng ký kênh để theo dõi kênh để em có chia sẻ cập nhật mới nhất những cái gì em chia sẻ trên cái vườn nhà của mình ha rồi liên quan tới những cái vườn khác đó là em nói cái vườn nhà của em bà con đừng có nhìn theo cái vườn nhà của em mà mình làm tại vì cái vườn của bà con nó khác cái vườn của em nó khác vườn em là dinh dưỡng rất là cao nên là bông nó ra là bông trùm bây giờ mình không thể so sánh được với cái vườn nhà của em được lý do là là cách dinh dưỡng đi là khác nhau còn những cái vườn nào theo em rồi á mà cái nền tảng mà thành công mấy năm nay rồi đó thì cứ làm y gan như vườn em là đúng tại vì cái dinh dưỡng nó đi theo giống như cái vườn của em thì nó sẽ nó sẽ ra đúng đúng như mình mình mong muốn nhưng mà cái dinh dưỡng nó khác là nó sẽ khác như bà con, đó. rồi thì cũng chia sẻ cho bà con như vậy. Còn đối với những vườn khác đó, bây giờ em cũng không biết cái dinh dưỡng bà con trước khi bà con mình làm trái thì như thế nào, nên là cũng không có chia sẻ được gì nhưng mà à, em biết rằng là bà con mình cái bông nó ra nhiều hay bông ít hay là do cái quá trình dinh dưỡng mình nuôi có đúng dinh dưỡng hay không và và cái quá trình mình ép cây thì cũng chia sẻ cho bà con như thế này trong quá trình mình à, tùy vào cây già cây non đó nãy em nói đó thì mình cũng phun ở cử đầu á nếu mà cây mà nó tơ nó còn xanh quá đó thì cử đầu là mình phun 10 60 10 chứ lần sáu phun trước cử đầu này ha còn cái cây mà cái cây tơ á cây tơ tí xíu em sẽ nói cây tơ là mình phun cây tơ thì mình mình phun mình phun cây tơ mình phun ba cử hoặc là hai cử nhưng mà trong một cái cử cử có một có sen sen vô một cái cửa phát lo hợp lý 50 100 liều. Để làm gì? Để ức chế cái, cái đọt ở đi. Để cho trong cái quá trình mình làm đó, thì nó sẽ không không bị đi đọt ở cái cây tơ nha bà con. Còn cây già thì bà con khỏi phun phát lo hợp chí làm gì. Mình chỉ uh, cử đầu thì mình phun. Giống em chia sẻ rất nhiều với quý bà con đó. Lần 86 sáu với... MKB, xin lỗi ha. MKB. Nhìn đỏ sao đọc. Người ông này thì mình phun ví dụ như mà kb này bà con mình phun một uh, kb với lăng tám cái này cái ký nếu mà cái keo con còn xanh quá đó thì mình một một, ký cái này với cái kia phun cho 100 lít phun đậm như luôn cho em còn này là mỗi chai là 400 lít rồi tầm 7 ngày sau là bà con quay qua quýnh này thằng này thì mình phun 400 lít thì có thật, thằng này thì uh, mình phun uh, thằng này thì mình phun cũng đậm luôn mà con này cái này nửa ký cái này phun một ký cho trăm lít mình phun đậm vậy đi ha rồi uh, nếu mà cây tơ đó, thì bà con mình không không cần phun này cây tơ thì không phun này cây tơ thì cử đầu thì mình sẽ phun mười sáu dưới siêu hoa Tôi xin lỗi nha cây tơ đó là cái cử đầu á bà con sẽ phun phát lo phát lo hợp chí em chia sẻ tí xíu phát loa tí và con phun 50 trăm liều nha như nhìn đỏ sao độc phun nhiều thôi và 7 ngày sau là bà con sẽ quánh lên siêu hoa với mười sáu này nhìn đỏ sao độc thì có thì tốt đó thì cái cây tơ nha đối với cây tơ mình phải phun phải có phát lo chống xíu đây là cái bí quyết em muốn chia sẻ với bà con tí xíu ha thì xong là mình cắt cành khi mà mình thấy cái già nó tức mầm rồi nó rụng lá chân rồi đó nhưng mà con để ý là cây nó đủ dinh dưỡng thì cái mầm hoa nó mới nhiều nhưng mà con em chia sẻ rất nhiều vậy ha để ông thôi là ông bà con nói ông thầy đến ông chia sẻ gì tôi làm giống gì nó không ra hoa chân nó cũng tùy bà con tùy cây già cây non tùy thời tiết nữa thời tiết lúc này thì cây nó ra bông ít rất là nhiều luôn nhưng mấy năm nay thì nó rất là khắc nghiệt cây nó ra bông nhiều vườn là cây già cây tơi nó cũng không ra bông nó cũng nhiều lắm do cái quá trình dinh dưỡng mà con rồi cái quá trình thời tiết rất nhiều cái rồi thổ nhưỡng rồi nhưỡng tại cái vườn đó rất là nhiều cái nhưng mà cũng chia sẻ bà con mình làm cái này ai mà nói mà, mà thành công trăm trăm thì em cũng quyền lại luôn thì thật sự đối với con mình chia sẻ em chia sẻ những cái điều mà em cũng thật sự là không phải là em nói là em làm thành công trăm trăm hết em khẳng định với bà con cái điều em nói là vẫn có những cái vườn em làm nó chưa đạt cái nào thì nói cái đó tại vì mình nếu mà em làm thành công trăm trăm hết chỉ là em sẽ tính như con đường khác chứ em không không chỉ đơn giản là hỗ trợ bà con người xong rồi kinh kinh doanh phân phối đâu tại vì cho mỗi người mỗi cái vùng đất nó khác nhau à, mỗi cái khí hậu khác nhau mỗi cái cái tập tính cái cây ở chỗ đó nó khác nhau mỗi cái thời điểm nó khác nhau về khí hậu về dinh dưỡng mà con mình đi về trong quá trình mà con mình làm nó có nó nhiều khi nó lệch lạc nên video em làm em chia sẻ như vậy mà con làm khác cái đủ thứ hết rồi bà con chưa đủ cái điều kiện để nó làm như nhiều khi nhiều vườn không có cái dần phun và nhiều vườn cũng rất nhiều cái Nói chung là rất nhiều cái nhiều vườn thì làm theo em 30 phần trăm và làm bên kia 30 phần trăm làm theo cái ông nọ 30 phần trăm nữa một vườn mà chừng 100 cái kỹ thuật ở trong đó vậy đó rất nhiều cái lý do nên là em nói với quý bà con là em cái nào thì chia sẻ cái đó nhưng mà đối với cái tỷ lệ mà là em làm đạt thì nó tầm khoảng tám chín chín phần trăm nha bà con em làm đạt là tám chín phần trăm những cái vườn tại sao mà em lại lớn mạnh như ngày hôm nay thì nó cũng có lý do hết không phải nếu mà mà mình làm mà không có đạt chất lượng thì em cũng không 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 tồn tại được bà con ví dụ như mình làm đặt hết cái tâm mình vào đó sẽ có những cái vườn không theo mong muốn của mình nhưng mà mình sẽ cố gắng mình khắc phục ví dụ như mình cố gắng mình làm sao mà mình, mình tư vấn mình làm mình bắt đầu lại cái, cái nhưng mà đối với em khi mà con mình làm trong quá trình mình làm thì những cái gì em chia sẻ à, đối với bà con mình tự mình rút ra những cái kinh nghiệm cho cái cái cái, cái vườn của mình à, để mình làm nó đạt hơn thì đối với em với bà con ví dụ như em thì em chia sẻ cho bà con những gì em biết, bà con thấy em cái gì em biết là em chia sẻ hết trơn, em không có giấu gì cho bà con, nhưng giấu không được, tại vì cái tính của em nó nào giờ nó như vậy. thì cái mà em chia sẻ là những cái gì mà nó gắn với thực tế, Mà tưởng những gì em làm có làm sao em chia sẻ vậy, không bao giờ chia sẻ sai lệch một cái gì hết, tại vì bà con cứ để ý theo dõi những video của em, thì đây là những cái gì mà, mà em chia sẻ đến với bà con để cho bà con mình làm nó đạt hiệu quả cao nhất. Còn quý bà con mình tin tưởng thì theo em còn làm còn có vấn đề mà con không tin tưởng thì bà con cứ học hỏi làm sao đó bà con cứ làm thấy bà con đây là quyền lợi của bà con và tất cả những cái vườn mà bà con mình tin tưởng em để mình làm thì đây là những cái niềm tin bà con đặt cho em thì ví dụ như em chỉ chia sẻ hết mình với bà con thôi em chỉ đứng trên phương diện là chia sẻ hết cái kỹ thuật của mình biết đến với quý bà con thôi còn bà con mình tin tưởng thì theo em còn nó làm cái chuyện mà làm đạt hay không đạt đó. không ai muốn là nó không đạt hết nha bà con nó sẽ xảy rất là nhiều lỗi và nên là bà con cũng biết được là em chỉ là một cái người chia sẻ về những cái kinh nghiệm đến với bà con thôi còn bà con tin tưởng thì bà con theo em còn vấn đề là làm thì em cũng có tư vấn rất kỹ những khách nào mà lại gọi cho em thì là em tư vấn rất kỹ nè đây là những cái kinh nghiệm mà em muốn chia sẻ đến với anh thôi còn anh tin tưởng thì anh theo em còn vấn đề nó đạt hay không đạt đó là do và rất là nhiều cái yếu tố không thể nào mà mình nói ví dụ như em làm mà em chắc một trăm phần trăm thì là em em sẽ không đơn giản là chỉ là hỗ trợ phân thuốc không mà con sẽ làm nhiều cái vấn đề khác nữa như vậy nhưng mà sẽ sẽ nhưng mà em sẽ làm hết sức mình làm hết cái tâm của mình để cho nó đạt nhất cho bà con. Tại vì có ai dám không ai dám đứng ra làm bao cho bà con mình làm đạt trăm đâu mà cũng biết cái điều đó mà đấy cũng chia sẻ cho bà con người tâm sự ngày hôm nay. Bà con cứ theo dõi từng cái video của em, cứ theo dõi cái vườn mẫu của nhà em, cứ theo dõi những cái bước đi của em, cứ theo dõi những cái gì em chia sẻ thì là bà con tự rút ra được những cái, cái kinh nghiệm để cho mình trang bị thì đây là cái 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 em chỉ làm được cho vậy cho bà con thôi còn vấn đề còn lại thì thì cũng tùy vào uh, rất là nhiều cái điều kiện để em muốn chia sẻ nữa với bà con như thế ha chúc quý bà con mình nhiều sức khỏe năm mới phát tài phát lộc ha buổi sáng hôm nay thì chia sẻ cũng khá dài thôi không nói về cái khâu tạo mầm thôi ra bông chùm thôi thì nó cũng rất là khá dài rồi uh, còn rất là nhiều vấn đề bà con có những cái cái vườn là làm không đạt còn rất nhiều nói chung là uh, em sẽ cố gắng uh, mình làm hết cái khả năng của mình thôi, mình biết cái gì mình chia sẻ cái đó thôi nhưng mà con nha, giúp được gì thì giúp cho bà con thôi. Rồi số điện thoại em là 0961084636 thì đây là số zalo nha bà con. Xin thân ái kính chào quý bà con.